nhằm đánh giá công tác xúc tiến thương mại, xuất nhập khẩu của Việt Nam với các thị trường nước ngoài trong quý 1 năm 2023, đồng thời cập nhật các thông tin về thị trường xuất khẩu, bàn thảo các giải pháp nhằm cải thiện hiệu quả hoạt động ngoại thương của Việt Nam trong thời gian tới, Bộ Công Thương tiếp tục tổ chức hội nghị do ban xúc tiến thương mại với hệ thống thương vụ Việt Nam ở nước ngoài tháng 3 năm 2023. Từ đầu năm đến nay, Nền kinh tế đất nước có tốc độ tăng trưởng 3,32%, tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ tăng 13,9%, tăng cao so với cùng kỳ năm ngoái. Xuất nhập khẩu 3 tháng đầu năm đạt 154,3 tỷ đô la Mỹ, giảm 13,9% nhưng xuất siêu tới 4,07 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 2 lần so với cùng kỳ năm 2022. Vì vậy, tại hội nghị lần này, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đề nghị các đại biểu làm rõ nguyên nhân để tìm ra giải pháp lấy lại đà tăng trưởng xuất khẩu hàng hóa ít nhất bằng cùng kỳ năm 2022. Các thương vụ tập trung dự báo tình hình kinh tế nước sở tại để đưa ra các chính sách tham mưu cho bộ chính phủ đảm bảo lợi ích của quốc gia dân tộc doanh nghiệp đề xuất chủ trương chính sách giải pháp từ phía chính phủ địa phương hiệp hội doanh nghiệp và người sản xuất để tận dụng tốt nhất các hiệp định thương mại tự do nhất là các hiệp định thế hệ mới góp phần thúc đẩy xuất khẩu và sản xuất trong nước